Nói đầu tiên, dư hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay từ thiện bảy trao quà cho nhà hảo tâm ở nước ngoài, gồm có nước tương, nước mắm dân và bột ngọt, thùng mì và lon cá mòi của nhà hảo tâm. Dư hậu thay mặt người nghèo khó khăn xin cảm ơn nhà hảo tâm, chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe. Số điện thoại của dư hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.